trước khi vào tiết học cả lớp mình cùng cô mời cả lớp chúng ta cùng hát vang bài Quê hương tươi đẹp và ngắm xem video của bài hát. Em hãy nêu cảm nhận của mình khi vừa hát và xem video bài hát. Cô mời Linh Chi. Thưa cô, sau khi xem xong video, em thấy Việt Nam mình có rất nhiều cảnh đẹp, từ cảnh đồng lúa, biển đảo hay hang động kỳ vĩ ạ. Cô cảm ơn em. Cô mời bạn Minh Châu nào. Em thưa cô, em thấy trong video có rất nhiều cảnh đẹp ở khắp mọi nơi, từ rừng núi đến biển cả. Và ngoài ra có những cánh đồng lúa chín và những hang động kỳ bí ạ. Cô cảm ơn em. Đúng rồi đấy các em ạ. Quê hương Việt Nam chúng ta có vô vàn những cảnh đẹp. Và mỗi một vùng miền thì chúng ta lại có những cái cảnh sắc tươi đẹp thiêng và chủ điểm thiên nhiên kỳ thú. Hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta những khám phá về thiên nhiên với bao điều kỳ thú. Và bài học đầu tiên của chủ điểm này sẽ đưa chúng ta khám phá cảnh đẹp nơi nào? Các em cùng quan sát bức tranh trên màn hình. Em hãy miêu tả lại những cảnh vật trong tranh. Cô mời Hà Linh. Em thưa cô, em thấy trong bức tranh có vách núi cao, có mây trời ạ. Cô cảm ơn em. Cô mời anh Minh. Em thưa cô, ở trong tranh có những chú dê đáng yêu đang soi mình dưới đáy suối ạ. Đúng rồi. Các em ạ, bức tranh minh họa đã phần nào cho chúng ta cảm nhận được cảnh sắc thiên nhiên được nhắc đến trong bài thơ. Và chúng ta cùng nhau đi đọc bài trước cổng trời để cảm nhận được vẻ đẹp kỳ thú mà nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh đã gửi tới người đọc. Cô mời Hà Linh. Em thưa cô, đọc trước cổng trời. Trước cổng trời. Trước cổng trời. Mời bạn Nam đọc cho cô yêu cầu cần đạt. Em đọc cô yêu cầu cần đạt, đọc đúng và diễn cảm bài thơ trước cổng trời, biết nhấn giọng vào những từ ngữ cần thiết để thể hiện cảm xúc ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú, thơ mộng, hữu tình của cảnh vật thiên nhiên miền núi cao. Nhận biết được cảnh vật thiên nhiên vùng núi cao mang vẻ đẹp hoang sơ, thoáng đạt, trong lành, thơ mộng. Qua lời thơ giàu hình ảnh, gợi tả âm thanh, sắc màu. Trong không gian ấy, hình ảnh con người hiện lên, chan hòa với thiên nhiên và đầy sức sống. Biết thể hiện tình yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Cô cảm ơn hai bạn. Giờ cả lớp lắng nghe cô đọc bài và đọc thầm theo cô. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời. Có gió thoảng, mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, con thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Người Tây từ khắp ngả đi gặt lúa trồng rau, những người giấy, người dao đi tìm măng hái nấm. Vạt áo tràm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Nguyễn Đình Ảnh. Khổ thơ cô vừa đọc, bài thơ cô vừa đọc có mấy khổ thơ? Cô mời Hân Di. Em thưa cô, bài thơ cô vừa đọc gồm có 6 khổ thơ ạ. Cô cảm ơn em.
Bây giờ cô mời bạn Hân Di, chủ tịch hội đồng tự quản của lớp sẽ lên điều hành cho các bạn luyện đọc khối tiếp 6 của thơ. Cô mời em. Các bạn ơi, chúng mình cùng luyện đọc bài thơ trước cổng chơi nhé. Đồng ý. Tôi mời 6 bạn đọc nối tiếp 6 khổ thơ, bắt đầu từ bạn Phương Anh. Tôi thưa bạn, tôi đọc trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Người tài tử khắp ngả đi gặt lúa trồng rau, những người giấy người dao đi tìm măng hái nấm. Vạt áo tràm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Nguyễn Đình Ảnh. Tôi mời các bạn nhận xét nhóm bạn đọc. Tôi mời bạn Hà Linh. Tôi thấy nhóm bạn đã đọc đúng, to, rõ ràng. Tôi cảm ơn bạn. Trong bài thơ, bạn thấy từ nào khó đọc và dê lẫn khi phát âm nhất? Tôi mời bạn Thăng. Tôi thưa bạn, tôi thấy từ ngút ngát. Ngoài từ bạn Thăng vừa tìm được, có bạn nào bổ sung thêm từ không? Tôi mời bạn Minh Anh. Tôi thưa bạn là từ lúa chín. Tôi mời bạn Khánh. Tôi thưa bạn là từ nắng chiều. Tôi mời bạn Trâm Anh. Tôi thưa bạn là từ người giấy, người dao. À, cô cũng đồng ý với lại ý kiến của các em. Đây là những từ khó đọc và dễ lẫn khi phát âm. Vì vậy khi đọc những từ này chúng ta cần chú ý điều gì? Cô mời Hà Linh. Em thưa cô, với từ ngút ngát, ta cần đọc đúng vần út và vần át. Với từ lúa chín, ta cần chú ý đọc đúng âm L. Cô mời Thu Linh. Em thưa cô, với từ nắng chiều em còn đọc đúng âm N. Với từ người giấy, người dao, em cần phân biệt âm giờ và âm giờ. À, cô cũng đồng ý với ý kiến của hai em. Tôi mời các bạn đọc lại các từ trên. Tôi mời bạn Hân. Tôi thưa bạn, tôi đọc ngút ngát, lúa chín, nắng chiều, người giấy, người dao. Tôi mời bạn Trâm. Tôi thưa bạn, ngút ngát, lúa chín, nắng chiều, người giấy, người dao. Qua lượt đọc 1, tôi thấy các bạn để đọc đúng, to, rõ ràng và biết tìm từ khó đọc. Sang lượt đọc 2, tôi mời 6 bạn đọc lần lượt 6 khổ thơ để tìm từ khó và giải nghĩa các từ. Tôi mời bắt đầu từ bạn Châu. Em thưa cô, em đọc trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Nhìn ra xa ngút ngát, bào sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói. À Thăng ơi, Thăng cho cô hỏi này. Trong khổ thơ con vừa đọc có từ nguyên sơ, vậy con hiểu nguyên sơ nghĩa là gì? Em thưa cô, nguyên sơ có nghĩa là còn nguyên vẻ tự nhiên như lúc ban đầu ạ. À, cô cảm ơn Thăng. Và đây chính là hình ảnh của rừng núi nguyên sơ. Tôi mời bạn Trâm đọc tiếp. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. À, cô muốn hỏi bạn Trâm, trong khổ thơ của Trâm đọc có từ vạt nương trong sách giáo khoa chú giải như thế nào? Em thưa cô, vạt nương có nghĩa là mảnh đất dài và hẹp trên đồi núi để trồng trọt ạ. À, cô cảm ơn em. Và chúng ta nhìn đây chính là hình ảnh của vạt nương, mảnh đất dài và hẹp trên đồi núi dùng để trồng trọt. Và những cái vạt nương này tạo thành những cái bậc thang mà chúng ta hay gọi là thửa ruộng bậc thang đấy các em ạ. Và những lúa núi chín vàng màu mật đọng nên tác giả miêu tả là những vạt nương màu mật. Cô đố các em, giải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi thì gọi là gì? Cô mời Mỹ Huyên. À đúng rồi, và chúng ta nhìn cho cô, đây chính là hình ảnh của triền núi. À, trong khổ thơ của bạn đọc thì còn từ nào các em thấy khó hiểu? Cô mời Trâm Anh. Em thưa cô là từ lòng thung ạ. À, lòng thung tức là trong lòng thung lũng các em ạ. Và tác giả miêu tả là lúa chín ngập lòng thung, tức là cái cánh đồng lúa chín ngập tràn trong lòng thung lũng, báo hiệu một vụ mùa bội thu.
Tôi mời bạn Trang Anh đọc tiếp. Người tày từ khắp ngả, đi gặt lúa, trồng rau, những người ráy, người dao, đi tìm măng, hái nấm. Vạt áo chàm thấp thoáng, nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi, suối reo, ấm giữa rừng, sương giá, Nguyễn Đình Ảnh. Qua nghe các bạn đọc bài, tôi thấy các bạn đều đọc đúng, to, rõ ràng, tôi khen các bạn. Và đặc biệt, tôi khen bạn Minh Châu, bạn có thể chia sẻ cho cả lớp làm thế nào bạn đọc hay như vậy được không? Tôi thưa bạn, vì đây là thể thơ 5 chữ nên tôi đọc theo nhịp 2-3 hoặc nhịp 3-2. Ngoài ra, tôi còn ngắt hơi sau dấu phẩy và nghỉ hơi sau dấu chấm. Tôi cảm ơn bạn. Thưa cô, em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Em xin ý kiến của cô ạ. Cô thấy bạn Thân Di đã điều hành rất tốt cái nhiệm vụ của mình trong cái hoạt động để học nối tiếp. Cả lớp thưởng cho bạn Thân Di một tràng vỗ tay. Cô cảm ơn em. Như vậy qua phần luyện đọc nối tiếp, cô thấy các em đã đọc rất tốt và còn chia sẻ cho nhau cách đọc bài thơ cho thật hay và ngắt nhịp cho đúng nhịp thơ. Bây giờ cô có khổ thơ thứ nhất của bài. Bạn nào xung phong đọc khổ thơ này? Cô mời Hà Anh. Em thưa cô, em đọc. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. À, hai người em có tự tin với bài đọc của mình không? Em có tự tin về phần đọc của mình ạ. À, em chia sẻ cho các bạn, em đọc cái khổ thơ này như thế nào? Em thưa cô, ở dòng thơ thứ nhất và dòng thơ thứ ba, em đọc theo nhịp 3-2. Còn ở dòng thơ thứ hai và dòng thơ thứ tư, em đọc theo nhịp 2-3. Dòng thơ cuối có dấu chấm hỏi, em lên giọng, thể hiện sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cổng trời ạ. À, đúng rồi đấy các em ạ. Em đọc lại cho cả lớp cùng nghe. Cổng trời trên mặt đất. À, cả lớp thưởng cho hai một tràng vỗ tay. Cô cảm ơn em. Như vậy, các em ơi, đọc để đọc được bài thơ, ngoài việc chúng ta đọc đúng, to, rõ ràng, lưu loát và ngắt cho đúng nhịp, thì các em chú ý đọc bài thơ với giọng đọc nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm và chú ý nhấn giọng ở những cái từ gạch chân. Và ở hai khổ thơ cuối, các em đọc với giọng đọc vui tươi, thể hiện sự phấn khởi của người dân khi lao động. Phần luyện đọc nối tiếp chúng ta đã làm tốt rồi, chúng ta cùng chuyển sang phần luyện đọc trong nhóm. Bạn chia nhau để cùng đọc nhé. Cùng với nhóm báo cáo. Cùng nhóm với nhóm Linh Chi nào. Em thưa cô, các bạn nhóm em đọc đúng, rõ ràng. Tuy nhiên bạn Hiếu đọc hơi nhỏ ạ. À, Hiếu cố gắng đọc to hơn em nhé. Nào cô mời nhóm của Thu Linh báo cáo. Em thưa cô, em thấy các bạn trong nhóm em về đọc to, rõ ràng, ngắt nhịp đúng chỗ. Và em thấy bạn Phương Anh là đọc tốt nhất ạ. À, thế thì Phương Anh đọc cho cả lớp cùng nghe nào. Con thưa cô, con đọc. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đầy suối, giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói, những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lỏng thung, và tiếng nhạc ngựa rung, suốt triền rừng hoang dã, người tày từ khắp ngả, đi gặt lúa, trồng rau, những người giấy, người dao, đi tìm măng, hái nấm, vạt áo chàm thất thoáng, nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi suối reo, ấm giữa rừng sương giá, Nguyễn Đình Ảnh. Cô cảm ơn Tương Anh. Bạn đọc rất hay phải không nào? Cả lớp thưởng cho bạn một tràng vỗ tay. Rồi, cô cảm ơn em. Như vậy chúng ta đã luyện đọc tốt rồi và hiểu nội dung bài thì cô tin chắc là chúng ta sẽ còn đọc tốt hơn nữa. Chúng ta cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài. Ở phần tìm hiểu bài này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Cả lớp chúng ta đọc thầm 5 câu. Để trả lời cho các câu hỏi này, cô yêu cầu các em thảo luận theo kỹ thuật mảnh ghép. Hoàn thành 4 câu hỏi từ câu số 1 đến câu số 4.
Vòng chuyên gia, các em sẽ thảo luận nhóm 6. Các nhóm nhận yêu cầu của mình. Vị trí các nhóm như sau: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Cô mời các em di chuyển. Bây giờ cô mời các nhóm trưởng, chúng ta sẽ đọc nhiệm vụ của nhóm mình. Bắt đầu từ nhóm số 1. Nhóm 1 đọc hầm khổ thơ thứ nhất, làm việc cá nhân trả lời câu. Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi số 1, sau đó chia sẻ với các thành viên trong nhóm. Nhóm 2 thuộc đoạn nhóm làm phiếu bài tập trả lời câu hỏi số 2. Nhóm 3 đọc thầm hai khổ thơ cuối, thảo luận nhóm dùng kỹ thuật khăn trải bàn trả lời câu hỏi 3. Nhóm 4 đọc thầm hai khổ thơ cuối, làm việc cá nhân trả lời câu hỏi số 4. Cô cảm ơn các em. Bây giờ cô mời các bạn nhóm trưởng ta lên dùng học tập về cho các bạn thảo luận. Thời gian thảo luận cho vòng chuyên gia là 2 phút. Cảm ơn các em. Giờ chúng ta chuyển sang vòng mảnh ghép. Vị trí các nhóm như sau: nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6. Cô mời các em di chuyển. Thời gian chia sẻ là 2 phút. Em chia sẻ từng câu hỏi một nhé. Bạn nào câu hỏi số 2? Con để lên. Con để bay lên. Cô cảm ơn các em. Mời các em về vị trí của mình. Bây giờ chúng mình cùng đi trả lời các câu hỏi nhé. Một bạn đọc cho cô câu hỏi số 1. Cô mời cho Mai. Em đọc cô câu 1. Dựa vào khổ thơ thứ nhất, hãy miêu tả khung cảnh cổng trời theo hình dung của em. Cô cảm ơn em. Cô mời bạn Hân Di lên trình bày câu hỏi số 1. Dựa vào khổ thơ thứ nhất, em hình dung cổng trời ở giữa hai bên vách núi cao như thế. Núi cao mở ra một khoảng không gian rộng lớn, có gió thoảng, mây trôi, khiến em liên tưởng đây chính là cổng trời. Tôi đã trình bày xong câu trả lời của nhóm mình. Tôi mời các bạn nhận xét. Tôi mời bạn Kim Nam. Tôi thấy nhóm bạn hình dung rất đúng và hay về cổng trời. Tôi xin ý kiến đánh giá của nhóm bạn. Tôi đánh giá nhóm bạn đến mức hoàn thành tốt. Tôi cảm ơn bạn. Vậy còn nhóm nào có ý kiến khác không? Tôi mời bạn Hà My. Tôi thưa bạn, tôi thấy nhóm bạn hình dung rất đúng và hay. Tôi cũng muốn lên trình bày ý kiến của nhóm tôi. Tôi mời bạn. Em thưa cô, dựa vào khổ thơ thứ nhất,
Em hình dung cổng trời là một khoảng không gian rộng lớn ở giữa hai bên vách núi cao, có gió thoảng và những đám mây trắng trôi bồng bềnh, nên em hình dung đây chính là cổng trời ạ. Hà My ơi, em có tự tin với mình không? Thưa cô, em tự tin ạ. Cô thấy hai bạn đã hình dung và miêu tả rất hay khung cảnh cổng trời. Cả lớp thưởng cho hai bạn một tràng vỗ tay. Vậy thì vì sao cảnh vật trong tranh lại được gọi là cổng trời? Cô mời Hà Phương. Em thưa cô, vì giữa hai bên vách đá để lộ ra một khoảng không gian rộng lớn, có gió thoảng, mây trôi khiến em liên tưởng đây là cổng trời ạ. Cô cảm ơn em. Và chúng ta đã được hình dung và miêu tả khung cảnh cổng trời trong bức tranh minh họa. Vậy cổng trời ở ngoài thực tế như thế nào? Các em có muốn chiêm ngưỡng không? Có. Chúng ta cùng nhìn. Đây chính là hình ảnh cổng trời ở Quảng Bạ, Hà Giang, giữa hai vách đá, mở ra một khoảng trời rộng lớn với gió thổi, mây trôi. Và tác giả miêu tả gọi đây chính là cổng trời đấy các em ạ. Và ở khổ thơ thứ nhất, như cánh cổng trời mở ra mà từ trên cao nhìn xuống và phóng tầm mắt ra xa, nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh đã miêu tả cảnh sắc thiên nhiên ở nơi đây tươi đẹp như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ hai. Trình bày câu hỏi thứ hai, cô mời nhóm Hà Anh. Em thưa cô, từ cổng trời cảnh vật hiện ra với những hình ảnh sắc màu cỏ hoa, con thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối, cây trái, rừng nguyên sơ, vạn nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung và rừng hoang dã. Đây là phần trình bày của nhóm tôi. Tôi mời các bạn nêu ý kiến. Tôi mời nhóm bạn Khánh Linh. Tôi thưa bạn, nhóm tôi cũng có ý kiến giống nhóm bạn và tôi bổ sung thêm hình ảnh ráng chiều. Tôi cảm ơn bạn, mời bạn ngồi xuống. Mời nhóm bạn Hà Linh. Tôi cũng đồng ý về ý kiến của nhóm bạn và ý kiến bổ sung của nhóm bạn Khánh Linh. Tôi cảm ơn bạn, mời bạn ngồi xuống. Nhóm em đã trình bày xong, mời cô nhận xét. Cô cũng đồng ý với phần trình bày của nhóm Hà Anh và phần bổ sung ý kiến của nhóm bạn Khánh Linh. Lớp mình trong nhóm các bạn nào có câu trả lời đúng? Cô tuyên dương tất cả các nhóm. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh mà tác giả miêu tả trong bài thơ. Từ cổng trời nhìn ra, qua màn sương khói huyền ảo, có thể thấy cả một không gian mênh mông, bất tận, mở ra với biết bao cảnh sắc tươi đẹp. Đó là những cảnh rừng mốt ngàn, tức là rất nhiều cây trái và muôn vàn sắc màu cỏ hoa. Những vạt nương, những lòng thung, lúa đã chín vàng màu mật đỏng. Khoảng trời bồng bềnh gió thoảng mây trôi, xa xa kia là thác nước trắng xoa đổ xuống từ triền núi cao, vang vọng, ngân nga như khúc nhạc của đất trời. Dưới chân núi, bên dòng suối trong vắt, đàn dê thong dong soi bóng mình xuống đáy suối và cả tiếng nhạc ngựa rung vang suốt cả triền rừng. Không gian nơi đây gợi vẻ nguyên sơ, bình yên như thể hàng ngàn năm nay vẫn như vậy, khiến tác giả cứ ngỡ không biết thực hay mơ. Như vậy từ cổng trời cảnh vật hiện ra với rất nhiều hình ảnh đẹp phải không nào các em? Vậy em thấy hình ảnh nào thú vị và vì sao? Cô mời bạn Hà Linh nào. Em thưa cô, em thích nhất hình ảnh con thác réo ngân nga vì tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa rất hay ạ. Rất là thú vị đúng không em? Nào cô mời bạn Ngọc Trâm. Nào cô cảm ơn em. Còn bạn nào nữa? Nào cô mời bạn Bá Nam nào. Em thích hình ảnh lúa chín ngập lòng thung vì hình ảnh gợi cho bà con nông dân một vụ mùa bội thu hạnh phúc. Cô cảm ơn em. Cô thấy các bạn đã nêu ra được hình ảnh đẹp và còn giải thích được vì sao mà mình yêu thích những hình ảnh này. Cả lớp thường một cho ba bạn một tràng vỗ tay. Em ạ, để miêu tả cảnh vật thiên nhiên, nhà thơ đã lựa chọn rất nhiều những cái từ ngữ giàu hình ảnh, gợi tả âm thanh và màu sắc. Vậy em hãy tìm cho cô trong bài thơ có những từ ngữ nào gợi tả âm thanh. Nào cô mời Hiếu. Cảm ơn cô. Bài thơ lúa chín ngập lòng thung ạ. Nhận xét cho cô câu trả lời của bạn. Cô mời Phương Anh. Em thưa cô, bạn tìm từ ngữ miêu tả hình ảnh chứ không phải là âm thanh ạ. Hiếu nhìn lại cho cô nào xem là dòng thơ nào có từ ngữ miêu tả âm thanh. Cô cảm ơn cô Phương Anh. Con thác réo ngân nga. Cả lớp, bạn đã tìm đúng chưa? Rồi ạ. Đúng rồi, cô cảm ơn em. Nào chúng ta tìm tiếp nào. Cô mời bạn Trâm Anh. Em thưa cô là và tiếng nhạc ngựa rung ạ. Cô cảm ơn em. Cô mời Ngọc Hân.
Con thưa cô là câu thơ Và gió thổi suối reo ạ. Cô cảm ơn các em. Vậy các em có nhận xét gì về những hình ảnh mà tác giả miêu tả trong bài thơ? Cô mời Hân Di. Em thưa cô, những hình ảnh được tác giả miêu tả trong bài thơ đều là những nét đặc trưng của vùng miền núi cao, tạo nên một bức tranh đầy vẻ hoang sơ, thơ mộng, thoáng đạt và trong lành ạ. Cô cảm ơn em, bạn trả lời đúng rồi đấy em ạ. Như vậy, từ cổng trời, cảnh vật, thiên nhiên được tác giả miêu tả thật là đẹp. Vậy thì ngoài cảnh vật thiên nhiên, tác giả còn miêu tả những cảnh vật nào nữa? Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ ba. Đọc câu hỏi thứ ba. Cô mời bạn Anh Minh. Em thưa cô, con đọc. Câu 3, hình ảnh con người trong hai khổ thơ cuối có những đặc điểm chung nào? Trình bày câu hỏi thứ 3, cô mời nhóm bạn là Linh Chi. Có cho cái ô ở giữa trước. Thưa cô, sau khi tổng hợp ý kiến của các bạn, nhóm em có câu trả lời là hình ảnh con người trong hai khổ thơ cuối có đặc điểm chung. Những người dân miền núi chăm chỉ, yêu lao động, ai cũng miệt mài, hăng say, con người hòa mình cùng với thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã trình bày xong ý kiến của nhóm tôi. Mời một bạn nhận xét, từ một bạn Phương Anh. Tôi thưa bạn, nhóm bạn đã trả lời đúng, tôi đồng ý với ý kiến nhóm bạn. Tôi cảm ơn bạn, bạn ngồi xuống. Còn bạn nào muốn hỏi nhóm tôi điều gì nữa không? Từ một bạn Nhật Huy. Tôi thưa bạn, bạn viết là những người dân miền núi chăm chỉ, yêu lao động. Vậy những người dân miền núi là ai? Họ làm những công việc gì? Những người dân miền núi là người Tày, người Giấy và người Dao. Người Tày thì đi khắp ngả, gặt lúa, trồng rau. Người Giấy, người Dao thì đi tìm măng, hái nấm. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng hình ảnh vật áo tràm để miêu tả hình ảnh những người dân mặc áo tràm đi lao động. Tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn bạn. Thưa cô, em đã trình bày xong bài làm của nhóm em. Mời cô nhận xét ạ. Linh Chi ơi, con có tự tin với bài làm của nhóm mình không? Dạ, em có tự tin ạ. Cô thấy nhóm bạn Linh Chi đã trả lời câu hỏi chính xác rồi đấy các em ạ. Và bạn còn rất tự tin trả lời câu hỏi của mình cũng như là trả lời chính xác câu hỏi của bạn Nhật Huy đưa ra. Cả lớp thưởng cho nhóm bạn Linh Chi một tràng vỗ tay. Cô cảm ơn em. Các em ạ, ngoài cảnh vật thiên nhiên thì ở hai khổ thơ cuối đó chúng ta thấy tác giả đã miêu tả xuất hiện thêm hình ảnh con người. Họ là những ai? Đó chính là người Tày, người Giấy, người Dao, là những người dân tộc sống ở vùng núi phía Bắc, thuộc 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Và thấp thoáng trên nương là bóng dáng của những người dân mặc áo tràm đi lao động. Chúng ta cùng quan sát, đây chính là hình ảnh áo tràm, là áo nhuộm bằng lá tràm màu xanh đen mà đồng bào miền núi thường hay mặc. Các em ạ, trên nương mỗi người đều có một công việc, nhưng họ có đặc điểm chung là họ đều yêu lao động và say mê, miệt mài với công việc của mình. Và câu cuối của bài thơ tác giả có nói, ấm giữa rừng sương giá. Vậy theo em, điều gì đã khiến cho cảnh rừng như được ấm lên? Cô mời Hà Linh. Em thưa cô, nhờ hình ảnh con người đang hăng say, miệt mài với công việc, khiến cho cảnh rừng sương giá như có sức sống hơn và sưởi ấm cả khu rừng sương giá. Em có tự tin với câu trả lời của mình không? Em thưa cô, em rất tự tin với câu trả lời của mình. Vì em đã đọc rất kỹ hai khổ thơ cuối ạ. Cả lớp thưởng cho bạn một tràng vỗ tay. Các em ạ, và câu trả lời của bạn Hà Linh cũng chính là câu trả lời số 4. Cô mời nhóm số 4 trả lời câu hỏi của mình. Cô mời Mỹ Uyên. Em thưa cô, theo em, điều đó khiến cho cảnh rừng sương giá như ấm lên vì có hình ảnh con người đang làm việc mệt mài hăng say, khiến cho cảnh vật thêm sức sống và sưởi ấm cả khu rừng sương giá. Đúng rồi, cô cảm ơn em. Vậy đặt câu cho cô, rừng sương giá. Cô mời Hà My. Thưa cô, mùa đông sương giá rất lạnh ạ. Rất tốt, cô cảm ơn em. Và đây chính là hình ảnh của cảnh rừng sương giá. Các em ạ, giữa cái giá lạnh của mùa đông, giữa cái giá lạnh của không khí, cảnh rừng sương giá như được ấm lên bởi có sự xuất hiện của con người. Ai cũng đều mệt mài, say công việc của mình và họ mong cuộc sống ấm no, một vụ mùa bội. Và lúc này chúng ta thấy hình ảnh con người và hình ảnh thiên nhiên như hòa quyện với nhau, khiến cho cảnh rừng sương giá như được ấm lên, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 4 câu hỏi của phần tìm hiểu bài. Vậy chủ đề của bài thơ là gì? Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi thứ 5. Đọc câu hỏi thứ 5. Cô mời bạn là Phương Anh.
Em thơ cô, em đọc câu 5, nêu chủ đề của bài thơ. Cô cảm ơn em. Và để tìm câu trả lời cho khỏi số 5 cô yêu cầu lớp mình chúng ta sử dụng trình bày 1 phút. Hết thời gian các em lưu ý. Nào, mời phần trình bày của bạn Minh Châu nào. Bài thơ ca ngợi khung cảnh thiên nhiên và con người miền núi cao hăng say lao động làm đẹp cho quê hương ạ. Tôi mời một bạn nhận xét. Tôi mời bạn Thu Linh. Tôi thấy bạn đã trả lời đúng có chủ đề của bài thơ, tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn. Tôi cảm ơn bạn. Cô mời thêm một ý kiến trình bày của bạn Trang Anh nào. Em thưa cô, em sử dụng sơ đồ tư duy để tìm ra chủ đề của bài thơ ạ. Thì em mang bài của em lên cho các bạn cùng. Nào, cô mời em trình bày. Em thưa cô, bài thơ ca ngợi vẻ đẹp cuộc sống ở vùng núi cao, nơi có thiên nhiên thơ mộng, thoáng đạt, trong lành và con người chịu thương chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương ạ. Tôi đã trình bày xong chủ đề của bài thơ, mời bạn nhận xét, tôi mời bạn Hân Di. Tôi thấy bạn đã tìm đúng chủ đề của bài thơ và còn biết sử dụng xưa đầu tư đi, tư duy để... Bình tĩnh con, bình tĩnh con. Tôi thấy bạn đã tìm đúng chủ đề của bài thơ và còn biết sử dụng sơ đồ tư duy, rất hay. Em thưa cô, em đã trình bày xong chủ đề của bài thơ. Em mời cô nhận xét ạ. Cô cảm ơn em. Và cô cũng đồng ý với lời nhận xét của bạn Hân Di. Và lớp thưởng cho bạn một tràng vỗ tay. Các em ạ, chủ đề của bài thơ cũng chính là nội dung của bài. Một bạn đọc cho cô nội dung của bài. Cô mời anh Minh. Em thưa cô, em đọc. Nội dung, bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên nhiên, thơ mộng, thoáng đạt, trong lành, cùng những con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động, làm đẹp cho quê hương ạ. Cô cảm ơn em. Vậy đọc xong bài thơ này, em học được tác giả điều gì? Cô mời Minh Châu. Em thưa cô, em học được tác giả cách sử dụng hình ảnh và sử dụng những từ ngữ đặc sắc để miêu tả và cách thể hiện tình cảm của mình với thiên nhiên ạ. Cô cảm ơn em, bạn trả lời đúng rồi đấy các em ạ. Và qua bài thơ này, cô hy vọng chúng ta học tác giả cách lựa chọn những cái từ ngữ đặc sắc để miêu tả hình ảnh, gợi tả âm thanh và màu sắc để chúng ta vận dụng cho bài văn miêu tả phong cảnh mà chúng ta sẽ được học trong các tiết học tiếp theo. Hiểu được nội dung bài, cô tin chắc lần luyện đọc tới này thì chúng ta sẽ đọc bài tốt hơn nữa. Cô mời một bạn đọc lại toàn bộ bài thơ. Cô mời bạn Hà My. Em thơ cô, em đọc. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá, mở ra một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất, nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối, giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói, những vạt nương màu mật, lúa chín ngập lòng thung, và tiếng nhạc ngựa rung suốt triền rừng hoang dã. Người tày từ khắp ngả đi gặt lúa, trồng rau, những người giấy, người dao đi tìm măng, hái nấm, vạt áo chàm thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi, suối reo ấm giữa rừng sương giá. Nguyễn Đình Ảnh. Cảm ơn em. Nhận xét bài đọc của bạn, cô mời Minh Châu. Dạ, em thưa cô, bạn đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chỗ. Ngoài ra, bạn còn có giọng đọc nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm và bài thơ và còn biết nhấn giọng vào những từ ngữ miêu tả đặc sắc ạ. Đúng rồi, cô cũng đồng ý với em. Cả lớp thưởng cho bạn một tràng vỗ tay. Bây giờ trong bài thơ các em yêu thích khổ thơ nào? Cô mời Trâm Anh. Em đâu cô, em thích khổ thơ 2 và khổ thơ 3 ạ. Vậy thì chúng mình cùng đi luyện đọc diễn cảm hai khổ thơ này nhé. Bạn nào xung phong đọc cho cô hai khổ thơ này. Cô mời Phương Anh nào.
Em thưa cô, em đọc. Nhìn ra xa ngút ngát, bào sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đầy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói. Phương Anh có tự tin với bài đọc của mình không? Em thưa cô, em tự tin về bài đọc của mình ạ. Chia sẻ cho các bạn cách đọc hai khổ thơ này. Em thưa cô, em đọc với giọng nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm với thiên nhiên. Cả hai khổ thơ, ba dòng đầu em đọc với nhịp 3-2, dòng cuối cùng em đọc với nhịp 2-3. Và em cần nhấn giọng với các từ ngút ngát, ngân nga, ngút ngàn, nguyên sơ, thực, mơ ạ. Tốt lắm, cả lớp thử cho bạn một tràng vỗ tay. Cảm ơn. Giờ chúng mình cùng đi luyện đọc trong nhóm hai khổ thơ diễn cảm này nhé. Cô mời hai đội chúng ta lên thi luyện đọc diễn cảm. Trước khi thi luyện đọc diễn cảm, đọc lại cho cô cái tiêu chí đánh giá. Cô mời Nhật Huy. Em thưa cô, em đọc. Đọc đúng được 2 sao, đọc to, rõ ràng được 2 sao, đọc ngắt, nghỉ đúng chỗ được 3 sao, đọc diễn cảm được 3 sao ạ. Đó, cô cảm ơn em. Bây giờ cô mời hai đội lên thi. Cô mời đội của bạn là Hà Linh, Minh Anh, đội Phương Anh, Thu Linh. Các em nghe các bạn đọc để chúng ta đánh giá nhé. Em thưa cô, em đọc. Nhìn ra xa ngút ngát, bào sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đầy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, ráng chiều như hơi khói. Em thưa cô, em đọc. Nhìn ra xa ngút ngát, bào sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đáy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói. À, cô cảm ơn hai đội. Cô mời ý kiến đánh giá của các em. Cô mời bạn Khánh Linh. Em thưa cô, em thấy cả hai nhóm đều đọc đúng, to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chỗ và diễn cảm. Nên em đánh giá cả hai đội đều được 10 sao ạ. À, cô cảm ơn em. À, cô mời thêm một kiến đánh giá nữa. Cô mời bạn Linh Chi. Em thưa cô, em cũng có ý kiến giống bạn Khánh Linh ạ. À, cô cũng hoàn toàn đồng ý với đánh giá của các em. Cả lớp thưởng cho hai đội một tràng vỗ tay. Cô mời các em về chỗ. Đọc xong bài thơ này, bạn nào trong lớp mình đã học thuộc được khổ thơ nào rồi? Nào, cô mời bạn Minh Anh nào. Em thưa cô, em đã thuộc được khổ thơ 2 và khổ thơ 3 rồi ạ. À, diễn cảm có thuộc luôn rồi đúng không? Con đọc cho cả lớp cùng nghe nào. Em thưa cô, em đọc. Nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, còn thác réo ngân nga, đàn dê soi đầy suối. Giữa ngút ngàn cây trái, dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, dáng chiều như hơi khói. Minh Anh chia sẻ cho các bạn là vì sao con có thể nhanh thuộc hai khổ thơ này. Em thưa cô, vì trong hai khổ thơ này có rất nhiều hình ảnh đẹp và có những câu thơ tác giả đã gieo vần vào trong đó, rất hay nên em thuộc rất nhanh ạ. À, cô cảm ơn em. Và lớp thưởng cho Minh Anh một tràng vỗ tay. Học xong bài thơ này em có cảm nhận gì? Cô mời anh Minh. Em thưa cô, học xong bài thơ này, đây là một bài thơ rất hay và thú vị, em sẽ nhớ mãi không quên ạ. À, cô cảm ơn em. Nào, cô mời bạn Khánh Linh nào. Em thưa cô, sau khi học xong bài thơ, em cảm thấy tự hào về quê hương đất nước Việt Nam mình vì có nhiều cảnh đẹp như thế ạ. Cảm ơn em. Vậy các em có mơ ước gì sau khi học xong bài thơ này? Cô mời Hà Linh. Em thưa cô, em muốn đặt chân đến nơi đây để tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp núi rừng ạ. À, cô chúc cho ước mơ của Hà Linh thành hiện thực nhé. Các em ạ, đất nước mình nơi đâu cũng đẹp và Thái Bình quê hương ta cũng thế. Em hãy kể lại một số cảnh đẹp của quê hương Thái Bình. Cô mời Kim Nam. Em thưa cô, em thích đi bãi biển Đồng Châu ạ. À, cô mời Bá Nam. Em thưa cô, em thích biển Cồn Vành ạ. À, cảm ơn em. Nào, cô mời Trâm Anh. Em thưa cô, em thích cánh đồng lúa, cánh đồng Thái Bình mình có cánh đồng lúa rất đẹp ạ. À, cô cảm ơn em. Và chúng ta cùng nhìn lên màn hình ngắm lại một số cảnh đẹp của quê hương mình.
Vậy để cho những cái cảnh đẹp này còn mãi với thời gian thì chúng ta cần phải làm gì? Cô mời Hà My. Cảm ơn em. Nào, cô mời bạn Hà Phương. Em thưa cô, với cảnh đẹp núi rừng, chúng ta không nên chặt cây và đốt rừng vì sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm như cơn bão số 3 Yagi vừa qua. Đúng rồi, cảm ơn em. Các em ạ, trong thời gian vừa qua thì cơn bão số 3 cùng với hoàn lưu của bão đã gây ảnh hưởng rất lớn với các tỉnh miền Bắc cũng như là các tỉnh ở vùng núi. Và các em nhìn hiện tượng của lũ quét, lũ lụt kéo về cùng với hiện tượng của những cái hiện tượng sạt lở đất đã làm hủy hoại rất nhiều những ngôi nhà và nhiều những cái cảnh rừng chúng ta đã bị tàn phá. Và với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thì các bạn học sinh trường mình đã quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho các bạn học sinh vùng lũ. Và cô cũng chia sẻ với các bạn thông tin, những món quà mà các em gửi tới các bạn học sinh đó đã được các bác, các cô ở Ủy ban Nhân dân thành phố và Phòng Giáo dục thành phố đã gửi đến tận tay các bạn nhỏ ở vùng lũ. Hôm nay chúng ta học bài gì? Cô mời Hà Anh. Em thưa cô, hôm nay chúng ta học bài Trước Cổng Trời ạ. Một bạn nhắc lại cho cô nội dung của bài. Cô mời bạn Hân. Con thưa cô đọc nội dung bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao, nơi có thiên nhiên, thơ mộng, thoáng đạt trong lành cùng với những con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương ạ. Cô cảm ơn em. Bây giờ các em nhìn lại yêu cầu cần đạt. Sau tiết học này em đánh giá mình đạt ở mức độ nào? Cô mời Hân Di. Em thưa cô, em tự đánh giá mình ở mức hoàn thành tốt ạ. Cô cảm ơn em. Nào, cô mời bạn Linh Chi. Em thưa cô, em tự đánh giá mình ở mức hoàn thành tốt ạ. Những bạn nào trong lớp mình cũng đánh giá giống hai bạn. Cô tuyên dương tất cả các em. Và tiết học đến đây là kết thúc. Sau đây xin kính mời các thầy cô giáo cùng các em học sinh chúng ta cùng nghe bài hát Trước Cổng Trời do chúng tôi đã chuyển thể từ công nghệ AI. Giữa hai bên vách đá mưa giá một khoảng trời, có gió thoảng mây trôi, cổng trời trên mặt đất nhìn ra xa ngút ngát, bao sắc màu cỏ hoa, con tháp lưỡng ngơ ngà đàn dê soi đáy suối, gió ngút ngàn cây trái dọc vùng rừng nguyên sơ, không biết thực hay mơ, sáng chiều như hơi khói, những vật lưu màu mặt lúa chín ngập lòng thu, và tiếng nhạc ngờ rung suốt trên rừng hoang dã. Người Tây từ khắp nà đi gặt lúa trồng rau, những người dây người giao đi tìm bằng hai nắng, vạt áo tràng thấp thoáng nhuộm xanh cả nắng chiều, và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Tiết học của cô trò lớp 5A2 đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các thầy cô giáo ạ.